dòng thời gian bất tận, kết hợp với những giá trị tinh túy của Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông đã mang lại nguồn cảm hứng sáng tạo nên không gian kiến trúc tuyệt tác để nâng niu từng khoảnh khắc cuộc sống. Divela mang những nét độc đáo khác biệt cho những chủ nhân khát khao một cuộc sống tiện nghi hiện đại, sở hữu vị trí đắc địa nằm trên mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát, liền kề cộng đồng cư dân văn minh Phú Mỹ Hưng. Divela hội tụ những giá trị tinh hoa, mang lại phong cách sống đẳng cấp và nâng niu những giấc mơ có thật. Divela